Trang chủ của Microsoft vừa mới thông báo về các sản phẩm mới ra mắt của hãng vào tháng 3 tới đây. Cụ thể là có những sản phẩm nào? Hãy cùng Surface Việt đi tìm hiểu nhanh luôn nhé! 1. Surface Pro 10 và Surface Laptop 6 sẽ được công bố ra mắt vào tháng 6, sử dụng chip ARM thế hệ tiếp theo và thiết kế mới. Không rõ là thiết kế mới này là form mới hoàn toàn hay chỉ đơn giản là thay đổi nhỏ thiết kế của Pro 9 và Laptop 5. Nhưng có một điều chắc chắn là Microsoft sẽ update thêm rất nhiều những tính năng AI vào trong máy. Cả Pro 10 và Laptop 6 được chạy phiên bản Windows mới là Windows Germanium. 2. Surface Pro 9 Plus và Surface Laptop 5 Plus sẽ được phát hành vào tháng 4 dành cho khách hàng thương mại sử dụng chip Intel thế hệ thứ 14. Rất có thể sẽ là các mẫu CPU Intel Core Ultra mới nhất của Intel. Có thể sẽ có một số tính năng đặc biệt như là màn hình chống phản xạ, đầu đọc NFC và hỗ trợ Windows Studio Effect. 3. Surface Laptop Go 4 và Surface Go 4 sẽ được ra mắt vào tháng 10. Có thể sử dụng chip ARM là những thiết bị giá rẻ và nhỏ gọn phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng. 4. Ayanel Retro Mini PC AM02 là một thiết bị mini PC chơi game có thiết kế lấy cảm hứng từ máy chơi game cổ điển Nintendo Switch, sử dụng chip AMD Ryzen 7 7840HS và có màn hình cảm ứng 4 inch. Microsoft mới đây cũng đã chính thức mua lại Activision Blizzard, một trong những công ty hàng đầu thế giới, với mức giá cực khủng gần 69 tỷ USD, cho thấy quyết tâm của hãng trong thị phần thiết bị gaming handhelds.